Hoàng Lân Thời Trang kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân. Hôm nay tại shop Hoàng Lân lại về tiếp tục một lô sơ mi mới, gồm có các cái mẫu Hoàng Lân tạm đánh số là S30, S31, S32 và S33. Đối với các cái mẫu 30, 31 và 33 Hoàng Lân đã giới thiệu ở video trước. Hôm nay về thêm được mẫu S33 có màu xanh than và họa tiết chấm rất là đẹp. Đây là mẫu sơ mi của công ty Saruga Việt Nam, khu công nghệ cao May 10 Gia Lâm, Hà Nội. Và đây đều là hàng chất lượng cao, chất liệu bamboo, khử khuẩn, thoáng mát và rất là bền màu. Nó đây là một cái series áo khá chất và mức giá cũng tương đối hợp lý nhé. Tất cả các cái mẫu này đều có mức giá rất là hợp lý, 330.000 Việt Nam đồng một sản phẩm. Mẫu S30 330.000. Rất đẹp, kẻ rất nhã, vải cực tốt. Rất trẻ, rất phong độ. Công sở, đi chơi, đi làm đều rất đẹp. Các bạn trẻ mặc quá đẹp. Các bác trung niên mặc mẫu này thì có thể trẻ ra 5 đến 10 tuổi. Đây đều là những mẫu rất là đẹp. Lễ hội mùa xuân tới, chúng ta mặc những cái mẫu này thì là quá chất. Và áo có đủ các cỡ số từ số S đến số XL, tức là tương đương với các bạn và quý vị có cân nặng từ khoảng 45kg, 55-60, 75 đến 90kg đều mặc rất là vừa nhé, rất là đẹp. Hôm nay Hoàng Lân sẽ dỡ một cái mẫu này ra cho chúng ta chiêm ngưỡng cụ thể nhé. Đây là mẫu Hoàng Lân tạm đánh số là S33, 330.000 Việt Nam đồng. Đây là tên thương hiệu của công ty. Đây là các cái thông số chỉ dẫn, chất liệu này, rồi là giặt, rồi là tẩy. Tên thương hiệu công ty, tên thương hiệu công ty. Rồi, chúng ta cùng dỡ. Mặt sau quả nó đóng bằng máy, rất tốt, rất chắc. Đấy, đây là cái bìa của áo này. Đây là mặt sau của áo đây. Áo may dáng suông, dáng suông gấu bằng, gấu bằng nhé. Và có xẻ hai bên một chút này. Đấy, rất thời trang. Chúng ta xem mặt trước. Một chiếc áo có màu xanh than, rất đẹp. Vải khá đẹp, rất mịn, rất bóng, rất mát tay, độ dày vừa phải, rất chất, rất sang trọng và đẹp.
100. Mặt trong đây, các thông số chỉ dẫn, hàng made in Việt Nam, công ty Saroga Việt Nam, một khi sâu cua. Nách áo may khá rộng nhé. Đấy, bằng xét đây, rất là sạch sẽ, rất chuẩn chỉ. Đấy, rất đẹp, rất đẹp, rất sạch sẽ. Cổ áo đây, cổ Đức, rất chuẩn chỉ, sạch sẽ, cực nét. Cái cổ áo người ta may nó sạch sẽ và nét như thế này. Nhìn cái cổ áo nó khôn ghê, cái áo vẫn đẹp bong, có một túi ngực. Rất đẹp, rất chất. Và chỉ có giá là 330.000 một sản phẩm. Rồi, Hoàng Lân vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu áo rất là hay, có mã số là 33 và các cái mã số 30, 31 và 32. Đây là Hoàng Lân tự đánh số nhé. Để khi chúng ta mua, chúng ta có thể nói rõ tên áo, màu sắc và cái mã số của nó ra. Đấy, thì Hoàng Lân sẽ chọn cho các bạn và quý vị cỡ số là chúng ta sẽ có một cái áo đẹp. Đấy, rất là dễ mua. Đấy. À, trong dịp Tết này, Hoàng Lân vẫn phục vụ 24/24 tại shop. À, chúng ta có thể gọi online bất cứ lúc nào nhé. Hoàng Lân sẽ sắp xếp cỡ số và có thể chuyển tới quý vị và các bạn tầm hôm mùng 6, mùng 7 Tết. Bởi vậy, trong dịp mùa xuân này, chúng ta có thể vui xuân và có thể xem video và có thể lựa chọn các sản phẩm của shop Hoàng Lân nhé. Chúng ta cứ đặt, sau đó thì Hoàng Lân sẽ chuyển tới quý vị các bạn. Rồi, hôm nay Hoàng Lân xin dừng lại video clip ở đây. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ, có một kỳ Tết, có một mùa xuân vui tươi, mạnh khỏe, thịnh vượng và phát đạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.